Alo, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh. Thì hôm qua mình có lên cho anh em 4 video rồi. 4 video anh em nào mà có xem qua và đầu tư thì chắc chắn rồi, ăn gần như full hết nhá. Có 10 mã kèo thì anh em thắng, nếu anh em nào đầu tư thì thắng đến 9 mã, chỉ thua đúng một mã ASOMA được chấp 0.75. Thua vào đúng phút bù giờ, phút 88, 89 gì đấy, mình nhớ không nhầm là như vậy. Thì 4 trận đấu này thì anh em nếu mà đầu tư thì lại khá là cao. Ở trận đấu Bay E thì mình lên cho anh em hai kèo Bay chấp 0.75 hiệp 1. Thì kèo này anh em ăn nửa, côn được chấp 1.5 cả trận thì anh em ăn full. Anh em thấy ảo ở cái kèo này không ạ? Cái kèo này thì mình dự đoán là hiệp 1 là 2-0 cơ, nhưng mà nó chỉ là 1-0 thôi. Và hiệp 2 mình nghĩ là côn sẽ đâm, và cuối cùng nó cũng đâm thật. Nói chung là trận đấu này thì anh em được ăn hai kèo. Trận đấu thứ hai là giữa Dortmund gặp Main. Thì mình nên cho anh em kèo Main được chấp 2.5 cả trận. Kèo này thì ăn có 7-8 thì phải, mình nhớ không nhầm là 7-8. Và kèo xỉu 4.25 thì anh em ăn được nửa kèo, 4 xỉu 4.25. Và cái kèo được chấp 2.5 này anh em ăn full. Ở trận đấu thứ ba là giữa Roma và Fiorentina. Thì mình lên cho anh em kèo Roma chấp 0.5. Thực sự là khi mới vào trận được khoảng hơn chục phút thì Roma nó đâm. Mình nghĩ là tỷ số sẽ là 1-2, 2-1, nhưng cuối cùng nó lại là 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Thì anh em đầu tư vào kèo này thì thua. Thế mà anh em lại ăn được full kèo tài 2.25 nha. Full kèo tài luôn. Và trận đấu thứ 3 mình lên cho anh xin lỗi anh em, trận đấu thứ 4 mình lên cho anh em đó là trận đấu giữa Inter Milan gặp Atalanta. Trận đấu này thì mình nên cho anh em khá là nhiều kèo. Inter chấp 0.75 cả trận, Inter chấp 0.25 cả trận, tài 2.5 cả trận, thì ba kèo này anh em ăn hết nhá. Và cái kèo rung này thì một số anh em nào mà máu đánh sớm tài 1 thì được ăn, còn không thì cũng không được ăn nhá. Ok, vậy là 4 video mình lên cho anh em ăn khá là nhiều rồi. Và hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em những trận đấu ở vòng đấu cuối cùng ngoại hạng Anh. Trận đấu đầu tiên mình sẽ lên cho anh em đó là trận đấu giữa hai câu lạc bộ Southampton và Liverpool. Hiện tại thì Liverpool nó đang có 66 điểm rồi, chắc chắn là vị trí thứ 5. Nó chắc chắn là dự cúp C2 anh em nhé. 66 điểm thì hiện tại Liverpool đang kém Newcastle 4 điểm. Mà trận đấu cuối này thì không còn tác dụng gì nữa. Còn họ hơn Brighton 4 điểm nên là vị trí thứ 5 là của họ là chắc chắn 100%. Còn với Southampton thì họ cũng chắc chắn là xuống hạng rồi, mới có 24 điểm. Ở trận đấu này thì mình sẽ không nói nhiều về cái thành tích hay là cầu thủ ra sân. Mình nghĩ ở trận đấu này thì Liverpool chắc chắn 100% sẽ sử dụng đội hình dự bị hoặc những cầu thủ trẻ để cho cọ sát. Cho nên là với cái đội hình như vậy thì mình nghĩ rằng để ăn được Southampton thì cũng là khó chứ không phải là đơn giản nhá. Cho dù là Southampton đã xuống hạng và thua 5 trận đấu gần nhất, thua 5 trận đấu gần nhất thì nếu mà Liverpool sử dụng đội hình trẻ thì mình nghĩ một kết quả hòa hoặc là Liverpool thắng 1-0 thì có lẽ là hợp lý. Xem nào, ở cái đội hình ra sân này, dự kiến này thì mình nhìn thấy rằng Southampton họ sẽ ra sân với sơ đồ 4-4-2. Vẫn là những cầu thủ như mọi khi thôi, Carlos Alcaraz, Sunemala, hai cầu thủ đá cao nhất trên hàng công. Bốn cầu thủ đá phía sau thì sẽ là Theo Walcott, Bossi, Romeo Navia, Enno Nusi. Chắc chắn rằng là Southampton thì họ vẫn đưa ra đội hình mạnh vì họ thi đấu trên sân nhà. Thứ hai là họ cũng muốn có một trận thắng hoặc trận hòa để xuống hạng cho nó, nói chung là nói xuồng xã một chút là cho đàng hoàng anh em nhé. Bên phía Liverpool thì họ sẽ ra sân nếu mà ở cái sơ đồ này thì khá là mạnh. Salah vẫn sẽ ra sân, Gakpo vẫn sẽ ra sân, Luis Diaz sẽ ra sân. Mình nghĩ rằng ở trận đấu này Salah sẽ không ra sân anh em nhé, kể cả Fabinho này cũng không ra sân.
Mình nghĩ rằng ở trận đấu này Liverpool sẽ sử dụng toàn đội hình dự bị. Cho nên là với cái sơ đồ 4-3-3 này thì mình không tin tưởng là với cái đội hình này ra sân. Cho nên anh em muốn có cái kèo mà nó sát thực tế nhất ở trận đấu này thì phải trước khi trận đấu diễn ra khoảng 30 phút thì anh em nhắn tin cho mình qua số Zalo hoặc link tên nền mình ghi ở dưới phần mô tả, thì mình sẽ đưa cho anh em những mã kèo gần nhất. Còn hiện tại thì mình vẫn nên cho anh em những mã kèo mà mình cảm thấy là có thể đầu tư để anh em tham khảo. Ok, tiếp theo thì xét về cái phong độ gần đây thì anh em nhìn qua hai thằng trái ngược nhau hoàn toàn đúng không ạ? 10 trận đấu gần nhất thì Southampton thua 8, hòa được 2, Liverpool thắng 8, thắng 7, hòa 3. Nhưng mà Liverpool nó thắng những vòng đấu cuối này nó đã sống chết để nó có một vị trí, nó muốn có một vị trí trong top 4 dự cúp châu Âu. Nhưng hiện tại thì nó đã ngã ngũ rồi anh em ạ. Top 4 cúp C1 châu Âu thì Liverpool không còn cửa nữa rồi. Và Liverpool ở mùa tới thì chắc chắn sẽ dự cúp C2. Về thành tích đối đầu giữa hai thằng thì nhìn qua 4 trận đấu gần nhất thì Liverpool giành hoàn toàn chiến thắng. 2 trận đấu trên 3 bàn, 1 trận đấu 3 bàn và 1 trận đấu 2 bàn. Rồi, tiếp theo thì anh em hãy cùng mình đi đến với cái mức kèo mà trang đầu tư mình đưa ra. Hiện tại thì với mức kèo Liverpool chấp 1.5, anh em bỏ 94 ăn đủ. Còn anh em đi chủ nhà Southampton thì anh em sẽ bỏ đủ ăn 87 thôi nha. Kèo tài xỉu cả trận thì sẽ là 3.5. Kèo xỉu thì sẽ bỏ 97 ăn đủ và kèo tài thì sẽ là bỏ đủ ăn 87. Ở trận đấu này thì mình không nghĩ rằng Liverpool sẽ ăn được quá 2 bàn thắng đâu. Mình nghĩ rằng là như vậy, có thể là 0-2, có thể là 1-2. Mình vẫn nghiêng về kèo Liverpool thắng. Nhưng mà để thắng với một kết quả sâu thì mình nghĩ là khó. Cho nên ở trận đấu này thì mình sẽ đầu tư nhanh gọn thôi. Mình sẽ lên cái kèo cho anh em tham khảo. Đó là xỉu 3.5 FT, bỏ 97 ăn đủ. Và kèo xỉu 1.5 HT, bỏ đủ ăn 94. Đó là hai kèo để anh em tham khảo nhé. Còn những kèo khác như kèo thẻ hay là kèo góc hoặc những kèo rung khi trận đấu đang diễn ra, anh em có nhu cầu hãy liên hệ ngay với mình qua số Zalo hoặc link tên lên. Mình ghi ở dưới phần mô tả. Chắc chắn rằng mình sẽ đưa cho anh em những kèo để anh em đầu tư nó an toàn nhất và có khả năng sinh lời cao nhất anh em nhé. Thì những anh em nào đã từng xem qua những video của mình cũng có trận thua, nhưng đa số là kèo ăn anh em nhé. Kể cả mình rất thường xuyên đưa những kèo lên nhóm cho anh em hoặc là đưa lẻ cho anh em luôn. Nhưng mà nhóm mình thì bị mấy anh em nó không có khách hay sao ấy, nó phá hết rồi. Cho nên là những anh em nào có nhu cầu kèo, thêm nhiều kèo thì hãy liên hệ với mình. Và video của mình đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn tất cả những anh em đã theo dõi, đã like, đã đăng ký. Những anh em nào chưa like, chưa đăng ký thì hãy cho mình một like, một đăng ký để mình có nhiều động lực ra video hơn, đưa cho những anh em những kèo để đầu tư tốt hơn. Ok, cảm ơn anh em.